Công việc đó còn rất dài, nhưng chúng ta cùng nhau tin rằng với tầm nhìn đúng đắn từ ban đầu, với thiện chí hợp tác kiên trì, nỗ lực của các bên liên quan, nhất định chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu. Trường Đại học Việt Đức hôm nay đã bước đầu khẳng định được uy tín của mình trong hệ thống các trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của Việt Nam và sẽ từng bước củng cố để thực sự trở thành một trường đại học xuất sắc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Hello! Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu của Tí. Chúc các bạn một ngày rực rỡ! Mấy ngày gần đây, báo chí rầm rộ vụ Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới thăm Việt Nam, nâng tầm mối quan hệ chiến lược Việt-Đức lên một tầm cao mới. Trong đấy có một dự án mệnh danh là ngọn hải đăng trong mối quan hệ Việt-Đức, giúp mối quan hệ hai nước gần lại càng gần nhau hơn. Mối quan hệ đấy thế nào, chúng mình cũng bắt đầu tìm hiểu thôi. Nhưng trước tiên hãy cho Ad xin một cái like, thả một cái comment yêu thương động viên Ad nha. Dự án xây dựng khuôn viên trường Đại học Việt-Đức được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới WB ký hợp đồng tín dụng từ năm 2010. Khởi công từ năm 2016 với mức tổng đầu tư 200 triệu USD. Trong đó, vốn vay ưu đãi của WB là 180 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của ngân sách Việt Nam. Với tổng diện tích xây dựng lên tới 154.000m², khuôn viên trường Đại học Việt Đức được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái đô thị đại học, bao gồm đầy đủ các hạng mục, khu giảng đường, các tòa nhà học thuật của các khoa, ngành, 21 phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế và các công trình như thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm thể thao, ký túc xá. Khuôn viên của trường chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2022-2023, dự kiến sẽ đáp ứng quy mô 6.000 sinh viên vào năm 2030. Hiện trường đang đào tạo khoảng 2.400 sinh viên Việt Nam và 70 sinh viên các nước. Tổng số sinh viên hiện tại của trường là 2.477, trong đó gồm 1.897 sinh viên đại học và 550 học viên cao học. Bên cạnh sinh viên Việt Nam, có 4,6% sinh viên quốc tế đến từ 20 quốc gia trên thế giới theo học ở trường. Khoảng 40% sinh viên VGU đã theo học học kỳ cuối tại các đại học Đức bằng các suất học bổng. Đến nay, có 1.348 sinh viên, học viên của trường đã tốt nghiệp, trong đó có 757 cử nhân và 591 thạc sĩ. Sinh viên tốt nghiệp của trường được cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá là có chất lượng tốt nhất Việt Nam. Giáo sư Thomas Ben, hiệu trưởng của Trường Đại học Việt Đức cho biết, ông tự hào đây là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia của các đối tác quốc tế hướng tới các tiêu chuẩn học thuật, đào tạo của thế giới. Phó Thủ tướng cho biết, trước khi có được khuôn viên này, Trường Đại học Việt Đức đã từ không đến có, từ nhỏ đến lớn. Trong những điều kiện còn rất khó khăn, từng bước hình thành được cơ chế của một trường đại học hướng tới đại học xuất sắc, không chỉ của Việt Nam mà có tầm nhìn lâu dài thành một trường đại học xuất sắc của khu vực. Bằng những khóa đào tạo với quy mô ban đầu rất khiêm tốn nhưng chất lượng. Công việc đó còn rất dài, nhưng chúng ta cùng nhau tin rằng với tầm nhìn đúng đắn từ ban đầu, với thiện chí hợp tác kiên trì, nỗ lực của các bên liên quan, nhất định chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu. Trường Đại học Việt Đức hôm nay đã bước đầu khẳng định được uy tín của mình trong hệ thống các trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của Việt Nam và sẽ từng bước củng cố để thực sự trở thành một trường đại học xuất sắc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng chia sẻ, ở Việt Nam, mọi người đều rất quan tâm đến giáo dục và mong muốn các thế hệ con cháu được học tập tốt hơn các thế hệ trước. Vì vậy, dù còn rất nhiều khó khăn ngay từ ban đầu, các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết tâm xây dựng một trường đại học theo mô hình đại học xuất sắc với khoản đầu tư tương đương với kinh phí đầu tư cho nhiều trường đại học khác cộng lại. Sự lựa chọn đối tác Đức, bang Hessen của Đức không chỉ quan trọng đối với việc phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai đất nước. Phó Thủ tướng chia sẻ, hàng chục năm trước, nhiều người dân Việt Nam đều biết đến cái tên Việt Đức khác, đó là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Từ những ngày còn gian khó trong chiến tranh, với sự hợp tác của các bạn Đức, Việt Nam đã có một bệnh viện hàng đầu của Việt Nam. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn và tin tưởng Đại học Việt Đức sẽ trở thành đại học hàng đầu, không chỉ trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, không chỉ từ đây có nhiều cán bộ kỹ thuật tỏa ra để phát triển Việt Nam và tham gia vào sự phân công lao động quốc tế, mà chúng tôi còn kỳ vọng và tin rằng nơi đây sẽ là một môi trường nghiên cứu đào tạo lý tưởng, không chỉ đối với sinh viên Việt Nam mà tiến tới là sinh viên của các nước. Đây cũng chính sẽ là nơi ươm mầm và lan tỏa những giá trị văn hóa rất tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc Đại học Việt Đức trở thành một dự án hải đăng trong mối quan hệ giữa hai nước,
và là một điểm sáng rực rỡ trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam trong những năm tới đây. Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ, Việt Nam và Đức đã xây dựng được quan hệ đối tác chiến lược với những tiến triển và dấu ấn nổi bật ở nhiều lĩnh vực. Chính trị, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục. Đức là một trong những nước châu Âu viện trợ nhiều và thường xuyên ODA cho Việt Nam, khoảng 2 tỷ USD từ năm 1990. Về đầu tư, Đức hiện có 437 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng đầu tư đạt 2,34 tỷ USD, tăng 2,87 lần so với năm 2010, đứng thứ 18 trên 114 quốc gia, vùng lãnh thổ và là thứ tư trong các quốc gia thành viên EU. Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo 52,1% và năng lượng 27,8%. Gần 400 doanh nghiệp Đức, trong đó có nhiều tập đoàn lớn, đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á. Gần đây, việc thực thi hiệp định EVFTA đã mở rộng thị trường cho hàng hóa hai nước. Nhiều mặt hàng của Việt Nam như dệt may, đồ gỗ, nông sản chất lượng cao có vị trí vững chắc ở Đức và châu Âu. Nhiều mặt hàng của Đức cũng ngày càng được thông dụng và rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp trực tiếp trao đổi với lãnh đạo một số doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam như Siemens, Adidas để xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc. Và gần đây, lãnh đạo Adidas đã sang Việt Nam cảm ơn chính phủ Việt Nam về sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả này. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là đẩy nhanh bao phủ vaccine, kiểm soát dịch bệnh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, GDP tăng 2,58%. Trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp đà khởi sắc, GDP 9 tháng tăng 8,83% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất của 9 tháng từ năm 2011. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện tích cực, Việt Nam được UNCTAD đưa vào top 20 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới. S&P nâng bảng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định, đưa Việt Nam trở thành một trong hai quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm năm 2022. Theo Thủ tướng, kết quả hợp tác kinh tế giữa hai bên những năm qua là đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Cùng với tình hình thế giới có nhiều thay đổi, dư địa hợp tác giữa hai nước là rất lớn với nhiều nhân tố thuận lợi. Gợi mở một số định hướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp Đức ủng hộ mạnh mẽ để Quốc hội Đức phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA) nhằm tạo ra khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lâu dài, ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác trong các lĩnh vực mà Đức có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cao như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, công nghiệp hóa dược, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị chính phủ và các doanh nghiệp Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, xây dựng các chương trình hợp tác để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam. Đức đã xác định Việt Nam là đối tác toàn cầu trong chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030. Do đó, Việt Nam mong muốn Đức hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, chính sách tiếp cận, huy động các nguồn tài chính xanh, đặc biệt là của các nước G7 và các thể chế tài chính quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện các cam kết COP26. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế một số nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm đà tăng trưởng, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Đức chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam, điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn với nền tảng chính trị ổn định, chi phí cạnh tranh, nhân lực dồi dào, môi trường kinh doanh thuận lợi. Với những nỗ lực, quyết tâm của hai bên và trên hết là tình hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước, Thủ tướng tin rằng hợp tác đầu tư thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam-Đức, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới. Hiện, trong xu thế chuyển đổi xanh rất tích cực, các doanh nghiệp Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư sang Đức, nhất là về năng lượng sạch, và các đối tác Đức cũng đã nghiên cứu đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Đức đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết. Về phần mình, Thủ tướng Olaf Scholz nêu rõ, với nhiều doanh nghiệp Đức và châu Âu, Việt Nam rất quan trọng vì nằm trong mạng lưới kinh tế rất phong phú của châu Á và sức đề kháng của Việt Nam trong thời gian dịch bệnh là rất ấn tượng, với những thế mạnh nổi bật về nguồn nguyên liệu và lao động.
ông bày tỏ vui mừng với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA như một biện pháp chống lại các thiệt hại về kinh tế trong hơn 2 năm dịch bệnh vừa qua. Ông cho biết, trong đoàn đại biểu thăm Việt Nam lần này, có rất nhiều doanh nghiệp Đức sang tìm kiếm các cơ hội hợp tác, nhất là về hạ tầng và năng lượng. Thủ tướng Đức tin rằng, hai bên đã tạo được những cơ sở vững chắc cho việc hợp tác kinh tế, đặc biệt là với những thỏa thuận trong lĩnh vực đào tạo nghề, xây dựng các trường dạy nghề kiểu mẫu ở một số địa phương, theo mô hình đào tạo nghề song hành rất thành công của Đức. Về phần mình, nước Đức đang cố gắng hoàn thành chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và sẽ đẩy mạnh tăng cường đầu tư, hợp tác với phía Việt Nam trong lĩnh vực này. Một lần nữa khẳng định mong muốn, tất cả doanh nghiệp hai nước sẽ bắt tay nhau hợp tác kinh tế để hai nước cùng phát triển. Thủ tướng Đức kêu gọi doanh nghiệp hai nước dự hội nghị bàn tròn chia sẻ kinh nghiệm, mạnh dạn tìm hiểu cơ hội hợp tác của nhau. Tại hội nghị, doanh nghiệp hai bên đã chia sẻ quá trình phát triển, đóng góp cho nền kinh tế mỗi nước, cũng như nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp đối với thị trường Việt Nam và Đức. Càng ngày mối quan hệ song phương, đa phương của Việt Nam với các nước càng sâu sắc, minh chứng cho sự phát triển, có thể đàm phán, hợp tác ngang hàng với nhiều quốc gia phát triển, giúp Việt Nam ngày càng tiến lên. Ad chỉ hảo mua nhiều mặt hàng chất lượng xuất xứ chính hãng từ Đức thôi, nhưng trước tiên Ad cần phải đi kiếm tiền cái đã. Ad xin dừng video đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại. Bye bye!